Mr. BTS xin kính chào quý vị và các bạn. Nhà toán học Nguyễn Sum, mình không có điều kiện tốt thì phải thích nghi. Nhà toán học Nguyễn Sum là người duy nhất được công nhận đạt chuẩn giáo sư ngành toán năm 2021. Cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu của ông có nhiều câu chuyện thật là thú vị. Ông đã từng từ chối làm hiệu trưởng để dành thời gian làm toán. Ông Nguyễn Sum sinh năm 1961 ở Phú Cát, Bình Định. Nhà toán học Nguyễn Sum đã có hơn nửa cuộc đời gắn bó với quê hương, với trường đại học Quy Nhơn. Phó giáo sư Nguyễn Sum kể, ông sinh ra và lớn lên trong một khu vực mà chiến tranh xảy ra thường xuyên trước năm 1975, nên việc học thường bị gián đoạn vì gia đình phải di tản nhiều nơi. Trong quá trình học có nhiều năm không được đầy đủ chương trình, nên việc tự học và tự tìm hiểu đã hình thành trong ông từ lúc còn bé. Sở thích làm toán của ông cũng được hình thành một cách tự nhiên trong quá trình học tập. Mọi việc hoàn toàn tự lực, mọi kiến thức chỉ được tích lũy từ việc học tập ở trường và tự học, và không đi học thêm, không có sự hỗ trợ của ai cả. Tới năm 1979, ông được chọn vào đội tuyển của tỉnh Nghĩa Bình, tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định ngày trước, tham dự kỳ thi toán quốc gia lần đầu tiên được tổ chức trong cả nước. Ông nói kết quả của mình không cao, nhưng niềm say mê của một cậu học trò trường huyện đối với môn toán đã bắt đầu từ đó. Tháng 9 năm 1979, ông chọn thi vào ngành sư phạm toán của trường Đại học Quy Nhơn. Tại nơi này, trước khi chuyên tâm cho công tác giảng dạy và nghiên cứu, Phó giáo sư Nguyễn Sum đã có thời gian dài làm công tác quản lý ở nhiều vị trí khác nhau. Ông kinh qua các vị trí như trưởng khoa toán, trưởng phòng đào tạo, phó hiệu trưởng trường Đại học Quy Nhơn. Năm 2009, khi giáo sư Nguyễn Sum đang là phó hiệu trưởng, thì Đại học Quy Nhơn trải qua một giai đoạn khủng hoảng. Ông Sum nhận trách nhiệm quyền hiệu trưởng trong 5 tháng, kể từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2009, nhưng một mực từ chối chức vụ hiệu trưởng Đại học Quy Nhơn, mặc dù Bộ Giáo dục Đào tạo đã kiên trì thuyết phục. Thú thực, tôi đã từ chối nhận nhiệm vụ làm công tác quản lý từ năm 2004 khi được đề cử chức vụ phó hiệu trưởng, nhưng không từ chối được, Phó giáo sư Nguyễn Sum đã nhớ lại. Giáo sư Nguyễn Hữu Việt Hưng gọi việc ông từ chối chức hiệu trưởng là điều tôi chưa từng thấy trong xã hội hiện nay. Chia sẻ về lý do không làm hiệu trưởng đại học, Phó giáo sư Sum nói ở thời điểm đó đã hết nhiệm kỳ phó hiệu trưởng, cũng đã trải qua 15 năm làm công tác quản lý ở khá nhiều vị trí để đóng góp cho sự phát triển của nhà trường. Hơn nữa, sức khỏe của ông thời điểm đó cũng không cho phép tiếp tục công việc mà muốn dành tất cả thời gian còn lại để giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nên đã xin phép không tiếp tục làm công tác quản lý nữa. Dù gắn bó với một trường đại học ở địa phương, Phó giáo sư Nguyễn Sum từng nhận bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 1997, giải thưởng công trình toán học năm 2013, 2015 và 2016, giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 với công trình về bài toán hit của Peterson trên tạp chí Advances in Mathematics, một trong những tạp chí hàng đầu thế giới về toán học. Đây là công trình khoa học được đánh giá là đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực topo đại số, giải quyết được một trường hợp đặc biệt K bằng 4 của giả thuyết hit do nhà toán học người Mỹ Frank Peterson đề xuất cách đây 30 năm. Công trình này được coi là một bước tiến mới trong việc giải quyết giả thuyết của Peterson kể từ năm 1990, được thực hiện hoàn toàn trong nước bởi một tác giả duy nhất là Phó giáo sư Nguyễn Sum. Đây cũng là công trình đỉnh cao của một người thầy giáo dạy toán vốn xuất thân và gần như cả đời gắn bó với tỉnh lẻ. Năm 2018, ông có tên trong danh sách 100 nhà khoa học hàng đầu của châu Á. Nhà toán học Nguyễn Sum đã nói, trước đây tôi làm bài toán này tương đối độc lập, nhưng từ năm 2018 đến nay, có thêm hai học trò làm việc khá tích cực và công bố khá nhiều kết quả về bài toán này trên các tạp chí của quốc tế uy tín. Về công việc của cá nhân mình, thì thời gian gần đây, ngoài các kết quả đã công bố, tôi đã có thêm một kết quả khá lớn trong tiến trình giải quyết bài toán hit của Peterson. Kết quả này được viết dưới dạng tóm tắt trong một bài báo dài 30 trang được đăng tải trên website của VASM, Viện Nghiên cứu Cao cấp Về Toán, vào cuối năm 2018, nhưng chưa sắp xếp được thời gian để hoàn thiện vì công việc giảng dạy trong 2 năm gần đây chiếm khá nhiều thời gian. Bản chi tiết của bài báo này có thể dài hàng trăm trang, nên việc hoàn thiện và công bố đòi hỏi một thời gian khá dài và liên tục. Mặc dù chưa công bố chính thức, nhưng kết quả này là một bước tiến mới trong quá trình giải quyết bài toán và đã được quan tâm của chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Nhiều giáo sư toán học của ta đã và đang từng xuất ngoại để thuận tiện cho việc nghiên cứu. Dù vậy, ông lại không đi theo con đường này mà gắn bó với máu thịt với trường đại học địa phương. Ông có khi nào suy nghĩ về điều này? Nhà toán học Nguyễn Sum đã nói, cá nhân tôi được cộng đồng đánh giá cao sự độc lập và tự lực ở trong nước, nhưng không thể so sánh được với một số giáo sư này. Tôi có một số cơ hội để được đi học ở nước ngoài, song vì điều kiện xã hội lúc đó, tôi không thể hoàn thành các thủ tục để đi học. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ cảm thấy nuối tiếc về điều đó. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, nên ai đó có điều kiện để đi các nước tiên tiến thì sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, sẽ có cơ hội để phát triển cao hơn. Tôi chúc mừng họ. Nếu không có điều kiện tốt thì mình phải thích nghi với hoàn cảnh để phát triển bản thân, để đóng góp cho xã hội.
Làm việc ở trong nước nhưng tôi may mắn được sớm tiếp cận với hướng nghiên cứu hiện đại có tính thời sự ngang tầm với quốc tế. Tôi sớm được làm việc với giáo sư Huỳnh Mùi, người đã chuyển từ Đại học Tokyo, Nhật Bản về làm việc từ sau năm 1975. Do đó, nếu cố gắng và quyết tâm với sự hướng dẫn của thầy thì mình sẽ thành công. Mặc dù có nhiều khó khăn trong việc đi nước ngoài, tôi rất ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ được đi học ở nước ngoài khi tôi làm công tác quản lý ở trường Đại học Quy Nhơn. Phóng viên nói được biết trong thời gian rời trường Đại học Quy Nhơn vào Thành phố Hồ Chí Minh, ở tuổi bên kia sườn dốc của sự nghiệp và cuộc đời, ông lại công tác ở một trường đại học mới toanh, có khó khăn gì với ông không? Nhà toán học Nguyễn Sum đã nói: "Tôi công tác ở trường Đại học Quy Nhơn nhưng gia đình tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2011. Đến năm 2018, cả hai con của tôi đều nhận được học bổng đi học ở nước ngoài nên tôi chuyển công tác vào Thành phố Hồ Chí Minh vì nơi đây thuận tiện cho các cháu khi các cháu trở về thăm gia đình." Khi tôi có ý định vào Thành phố Hồ Chí Minh, một số bạn trẻ khuyên tôi nên vào một trường, các trường đại học lớn, nhưng ở khoa toán ứng dụng, trường Đại học Sài Gòn có người cùng lĩnh vực chuyên môn với tôi là Phó giáo sư tiến sĩ Phan Hoàng Trơn, có thể trao đổi và hợp tác về chuyên môn. Hơn nữa, theo tôi tìm hiểu thì trường Đại học Sài Gòn có những chính sách tốt để hỗ trợ cho người là làm công tác nghiên cứu khoa học, khoa toán, ứng dụng, có đội ngũ giảng viên trẻ trung, có năng lực nghiên cứu tốt và đang phát triển rất mạnh. Vì vậy, tôi đã chọn trường Đại học Sài Gòn để chuyển đến. Đến công tác nơi một trường mới, tôi chỉ có một khó khăn là phải giảng dạy các môn mới, nên năm đầu có một chút khó khăn là phải dành thời gian chuẩn bị bài, không sắp xếp được thời gian cho nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, trường và khoa cũng tạo điều kiện sắp xếp công việc thuận lợi, nên khó khăn cũng chỉ xảy ra trong một vài thời gian ngắn. Con trai của ông cũng là một tiến sĩ toán học, ông đã dạy con những bài toán đầu tiên như thế nào? Con trai tôi cũng làm toán nhưng ở chuyên ngành khác với tôi. Con trai tôi làm về Control and Optimization, còn tôi làm về Algebraic Topology, hiện đang làm việc ở vị trí postdoc ở Pháp. Trong quá trình học tập của các con, tôi chỉ hướng dẫn các con tự học, không theo học các lớp học thêm. Về chuyên môn chính thì tự chọn và làm theo những gì mà chúng tự thấy mình có năng lực và yêu thích, bố mẹ không áp đặt. Những kiến thức các con có được đều học từ các thầy cô giảng dạy ở các trường và tự học. Tôi chỉ hỗ trợ khi cần thiết chứ không chủ động giảng dạy hay đặt ra bất cứ bài toán nào. Đến đây là thông tin về nhà toán Nguyễn Sum, vị giáo sư toán học duy nhất của năm 2022. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.